mọi người, đây sẽ là một cái tập vlog rất đặc biệt. Chắc là cũng nhiều bạn giống như em là sẽ chưa từng thấy trái này. Nhà em đang trồng, mọi người nhìn nha, đây là một cái vàng nha. Đó, vàng này là em cũng trồng là bữa giờ. Vàng dưa leo. Nhưng ta nói nhà tôi là cây cối là đặc biệt không? Đây, vô. Đây, trái dưa leo. Đó, khúc này nói má này nè, có gì đâu đặc biệt đúng không? Chưa, sự nghiệp chưa dừng lại ở đó. Đây, đây là dây dưa leo nha. Dây dưa leo nha. Nè, trùng dây nè, đó nè, trái dưa leo nè. Đó, nhưng trái dưa leo của em này hàng là hàng làm châu Phi, hàng Nam Mỹ, hàng Pháp đó, chứ không phải là hàng thường nha. Nghe chưa? Trái dưa leo mà bự cỡ này ông nội mẹ thôi. Mọi người nhìn nè, độc quyền luôn đó. Để đây đi. Em bẻ thử cho mọi người coi nha. Anh ruột lấy nét giùm, anh ruột không bẻ được, anh ruột ơi. Đó nè, đây mọi người nhìn đó, ở bên trong nè, dưa leo nha, không có nói điêu, ăn à. Nó lạc, nó không giống như dưa leo mình, nhưng mà ăn cũng được. Rồi nhìn giống cái dưa gan ha, ruột đặc kẹo nha, ruột đặc kẹo ha, quá ngon rồi. Đi về khè bà con hàng xóm mới được. Bây giờ bởi vì ta trồng là phải là khè được mọi người. Ai chưa từng thấy chứ mình trồng mấy cái cây bình thường thì quay hoài đúng không bà con? Đó, à, vô đây. Rồi nè bà nội cha ơi. Này hàng nước nào anh? Này của châu Phi. Quá bự, trái dưa leo quá bự. Trái leo nhìn giống như trái dưa gan. Ừ. Cái này ta nói là mình lại lấy trái dưa gan tháp vô vậy. Ừ. Mà trong ruột đó nãy bẻ mọi người coi đó. Nhưng mà trồng này tôi trồng trái dưa leo kìa, trái dưa leo kìa, bẻ cho nó không để cho nó muốn dài. Đó, đó, thằng gốc đó. Đó, dưa leo nè. Đó. Nè vậy thôi. Này hàng Việt Nam chất lượng cao. Quá vui. Cái này về bóp khô ăn á, ngon. Bẻ cái này luôn không? Bẻ luôn này, bẻ hết đi. Nó còn lớn nữa đó. Đó, dây này là dây dưa leo nha mọi người. Cái này cắt dài dữ anh hả? Bỏ đi anh. Cắt luôn đi. Cắt rồi để sao lấy. Cắt cái lưới lỗ lưới ra lấy luôn. Dưa leo đột biến nhà trồng. Thôi đừng đừng bẻ. Ừ. Nữa lấy hạt lại trồng lại được không ta? Được. Ương lại quá đẹp rồi. Nhưng mà nó chưa già đâu có lấy hạt được đâu. Chị em anh để mấy trái cho nó già ha. Ok. Cho hạt ha. Để không hết thì còn trái nào nữa nào già. Đây. À, mọi người nhìn nha. Má trên đời chỉ thế, tao cũng nhớ thấy lần đầu tiên trái dưa leo cỡ này. Đó, bao uy tín luôn. Dưa leo. Nhà trồng không thuốc. Hàng châu Phi, châu Mỹ, Úc Anh. Vô tới nhà rồi quay cận cảnh cho mọi người coi dưa leo. Đó, dưa leo nhà trồng nha. Ok chưa? Nè, ruột bên trong này cả nhà mình. Đó, đã không? Quá đã luôn. Đó, ngon chưa? Xuất sắc chưa? Đây, thu hoạch cả rổ luôn nha mọi người nha. Đây là miếng dưa leo mình đã gọt ra. Đó, mình thu hoạch nè mọi người. Ăn nha. Nó mềm mềm, nó ngọt. Có cái nó giòn, cái cái nó giòn. Dưa leo. Cắt đây thì trái này nè. Ngon mọi người. Ngon. Rồi. Cũng ngon, cái này ăn chấm muối cũng ngon. Rồi bây giờ sau khi thu hoạch dưa leo về rồi thì mình sẽ làm một cái món gỏi ha cả nhà ha. Gỏi khô cá sặc rằn. Đó, khô cá sặc miền Tây nè. À, với lại là gỏi dưa leo. Ăn thử coi ngon không ha. Đó, dưa leo đâu? Đây, dưa leo đây. Ủa dưa leo gì bự vậy? Dưa leo lai dưa lưới cháo dưa gan. Ngon trời.
Nè, gọt trái này thì hơi gọt trái nhỏ nhỏ thôi. Trái này thì trái này chắc còn non, đúng không? Trái này non. Đó, nè, quay cận cận cho gọt cho coi nè. Đó. Nhỏ lớn thấy trái dưa ghen này, dưa leo này chưa? Chưa, tính nãy giờ tính đâu nói dưa lưới đó. Vậy đó hả? À? Mà sao nó giống ha, cái vỏ nó giống dưa lưới thiệt không? Thật luôn. Nhưng mà nó là dưa leo. Gọt bên trong ra là sẽ thấy à. Trời ơi, rọt ngọt sớt vậy đó. Nhưng mà ngon không? Út ăn, Út hổ cắn thử miếng coi coi là nó có ngọt giống dưa leo mình không? Út thẩm trước đi. Ê, nhìn cắt rồi nhìn giống trái gì biết không? Đu đủ. Ừ, nó dài. Đu đủ xanh. Rồi bà cắt cái này nữa, người ta tưởng đu đủ nè. Nhỏ nhìn giống trái dưa lưới nữa. Ăn thử miếng không? Ồ, giòn á, nghe tiếng giòn. Giòn ha. Ê, mấy cái hộp này có để lại ương được không? Không, còn non, chưa dẹp. Tan trường. Giờ làm gì? Bào. Này là cạo cái hộp. Ê, nếu mà bào kiểu này ai biết dưa leo? Ta nói dưa ghen. Ừ. Cái hộp nó già quá rồi. Già đó mà già. Trái này trái non đó. Cái này là nhìn nó la dưa ghen thiệt luôn á. Nhưng mà ăn cái vị nó là dưa leo. Ừ. Sẽ có cuộc tranh cãi nổ ra. Cái này cái ruột nó còn bự hơn cái ruột của dưa gan đó. Ừ. Chắc cái này nó phối giống cho nó lai. Bắt chảo lên chiên nha. Cái này để gọt đúng không? Khô cá sặc rằn. Chiên. Bóp gỏi ăn. Rồi chiên nha bà con. Quá rồi, quá rồi. Ơi, úi da, quá dăng rồi nha. Ngon quá, trời ơi, nghe cái mùi dầu nó kêu tăng 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 không? Sắc luôn. Cá sặc rằn này là nguồn gốc là ở vùng Nam Căn, Cà Mau. Ở Cà Mau đó, không biết phải Nam Căn không thì không biết. Nhưng mà Cà Mau là bán là sẽ là ngon nhất. Hôm nay sẽ là món dưa leo khổng lồ trộn khô cá sặc rằn. Và uống vài chung rượu. Đang mưa, ngoài mưa, mưa rất là lớn luôn. Nè, đó. Trời đang mưa, trời ơi, đều vừa lạnh mà còn được ăn khô, uống vài chung rượu nó hết bài. Có vườn mà trồng được những cái đồ độc lạ này vui lắm. Dưa leo này người ta gọi là dưa leo gì biết không? Dưa leo mèo. Bình thường mình là dưa chuột, con này là dưa mèo, phải nó bự. Nè, trái dưa leo gì nè, nói đi. Đó, trồng trái dưa leo vậy đó. Đây, con cá vàng ươm luôn cả nhà mình. Đã không? Xuất sắc chưa? Đó. Quá ngon, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Rồi, lấy cá ra nha, cá chín rồi nha mọi người. Đợi nó nguội xong rồi mình mới xé được. À, còn sâu rồi bột nha. Ngon quá. Rồi, đây, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng. Đó, bây giờ là bóp gỏi thôi, ngon quá. Cái này là giấm đường, phải không Út? Cái này giấm đường phải không? Nước giấm đường trộn vô, chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Để ớt nhiều ngốt cho nó ngon, để ớt vô đây luôn được không? Để nhiều nhiều ớt cho nó cay, nó ngon. Rồi cái này là ngò râm rồi đó. Đó. Hấp dẫn, hấp dẫn. Giấm đường chế hết luôn nha. Ôi, à, ngon quá. Trộn lên mọi người ơi. À, vậy là ăn rồi đó. Ngon chưa? Đó, nè, gỏi nè. Đó. Gỏi dưa leo khổng lồ ăn với khô cá sặc rằn.
quá ngon. Thôi em ăn thử nha mọi người nha. Mời mọi người. Khô mặn mặn, dưa leo giòn giòn, ngon. Nè, bóp giấm đường ngon ghê. Mười điểm. Không thấy nhậu mình trắng uống rượu. Tuyệt vời luôn á. Mà nhậu của mình đúng rồi. Không các bạn. Trời đang mưa mưa lạnh lạnh ha. Ăn này xong uống miếng tuyệt vời. Ngon quá. Mấy trà đá đâu nha mọi người, ngủ quá. Nè, muốn ngủ này nè. Ngủ này ngủ ngủ mơ của Nhật hay là của Hàn gì đó. Nó giống như cốc tay à. Nó nhẹ hơn rượu đế của miền Tây mình. Cảm ơn mọi người đã xem tập vlog trái dưa leo khổng lồ. Nhớ cho xin một nút like, nút subscribe, bấm vào cái chuông bên cạnh để nhận được video mới nhất từ kênh Nguyễn Quỳnh Như nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.